Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia các trận đấu diễn ra vào các ngày 21 tháng 3 trên sân vận động Gelora Bung Karno và 26 tháng 3 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Sau hai lượt trận, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chuze giành được 3 điểm, đứng nhì bảng hơn Indonesia khoảng cách 2 điểm. Nếu không thua Indonesia hai lượt trận đấu tới, hoặc chí ít là giành được một chiến thắng, đội tuyển của chúng ta sẽ bảo toàn được ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản, khi đối thủ Indo ngày càng mạnh mẽ và khó đoán với dàn sao nhập tịch xuất hiện ồ ạt. Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chuze vẫn có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là phong độ của các ngôi sao. Có một thực tế đang hiện rõ trước mắt chúng ta, từ Hoàng Đức, Hùng Dũng cho đến Văn Quyết, ba cầu thủ gần nhất giành danh hiệu quả bóng vàng đều đang gặp những vấn đề nhất định tại V-League trước khi bản danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố. Chỉ còn một tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Indo tại vòng loại thứ hai World Cup. Trong vài ngày tới, huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ công bố danh sách nhân sự với con số có thể lên tới 30 người. Chiến lược gia người Pháp sẽ đan xen lực lượng là những nhân tố dưới 23 tuổi nhằm mục đích chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Qatar vào tháng sau. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam không có thêm nhiều phát hiện thú vị tại V-League, hoặc có chăng là các gương mặt cũ lấy lại phong độ trong quãng nửa tháng trở lại đây, ông Chuze dù muốn hay không cũng chẳng thể tạo ra đột biến trong đội hình đội tuyển quốc gia. Bên cạnh chấn thương của Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Văn Hậu hay câu chuyện thể lực của Tiến Linh, Vĩ Hào, tuyển Việt Nam đối diện với một vấn đề khác. Nguyễn Hoàng Đức, chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2023 chưa trở lại phong độ đỉnh cao như anh kỳ vọng. Trong ngày nâng cao danh hiệu, 4 trận liên tiếp vừa qua Hoàng Đức không ghi bàn lẫn kiến tạo. Đó cũng là một phần lý do khiến câu lạc bộ thể công Viettel thi đấu xuống sức và xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Kể từ tháng 10, khi V-League tức tốc quay trở lại trong 2 tháng, cũng chính là lúc đánh dấu sự suy giảm về mặt phong độ của Hoàng Đức. Theo huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khi đó, Hoàng Đức đã phải cày ải quá nhiều từ đầu năm khiến anh gặp tình trạng quá tải và ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình. Không những thế, khi lên đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức cũng chẳng thể tìm lại niềm vui khi bất ngờ bị huấn luyện viên Chuze đẩy lên băng ghế dự bị và không thi đấu một phút nào. Ngoài những hoài nghi, phần nào đó là cả lùm xùm ở đội tuyển Việt Nam khiến đôi chân Hoàng Đức trở nên nặng trĩu, thi đấu kém hiệu quả hơn trước và rồi gặp phải một chấn thương không như ý muốn, bỏ lỡ kỳ Asian Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Quay trở lại sau chấn thương một thời gian, Hoàng Đức được tưởng thưởng bằng danh hiệu quả bóng vàng vì sự chói sáng ở V-League 2023. Tưởng chừng đây sẽ là liều thuốc tinh thần để anh vực dậy được phong độ của mình. Nhưng không, phong độ của Hoàng Đức vẫn cứ cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. 12 vòng đấu tại V-League 2023-2024, một bàn một kiến tạo là thông số khó có thể chấp nhận được của tiền vệ quê Hải Dương. Nên nhớ, ở đội bóng này, Hoàng Đức được đá tiền vệ tấn công. Đây là vị trí sở trường giúp anh có 5 bàn thắng, 5 kiến tạo, tính riêng mùa giải năm ngoái. Câu chuyện sẽ còn phức tạp hơn cho chính tiền vệ sinh năm 1998 khi anh chưa định hình được một vị trí thật sự ở tuyển Việt Nam lúc này. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị chạm mặt Indonesia ở vòng loại World Cup, mục tiêu không gì hơn là chiến thắng. Nhưng để chiến thắng được thì rất cần sự bổ sung từ những trụ cột đã vắng mặt ở Asian Cup vừa qua. Nhìn cái cách mà đội tuyển Indonesia đã đánh bại Việt Nam, người hâm mộ và cả huấn luyện viên Chuze hiểu rằng không có những Hoàng Đức, Ngọc Hải, Văn Lâm, Tiến Dũng, Tiến Linh thì việc chiến thắng Indonesia là điều cực kỳ khó. Thế nhưng Hoàng Đức cứ thể hiện phong độ như vậy cũng sẽ khiến chiến lược gia người Pháp không khỏi lo lắng. Tâm lý đè nặng ở câu lạc bộ có thể kéo lên đội tuyển quốc gia và khiến Hoàng Đức không thể có được những màn trình diễn tốt như xưa. Điều đặc biệt, huấn luyện viên Chuze khẳng định luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt. Hoàng Đức cứ thể hiện như vậy, Phù Thủy Tráng lại càng có thêm nỗi lo và đắn đo khi điền anh vào đội hình xuất phát, hoặc chỉ coi anh như phương án dự bị. Hoàng Đức thi đấu không tốt sẽ thiệt cho cả anh và huấn luyện viên Chuze. Trong khi đó, câu chuyện của Hùng Dũng cũng khiến ông Chuze đau đầu không kém. Việc Hùng Dũng bất ngờ vắng mặt trong 3 trận đấu liên tiếp của câu lạc bộ Hà Nội khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn, thậm chí đã có những nghi vấn về việc anh bị tân huấn luyện viên Daiki Iwamasa gạt khỏi kế hoạch do bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Hùng Dũng không thể ra sân ở những vòng đấu vừa qua bởi chấn thương. Tiền vệ này gặp vấn đề sau trận thua câu lạc bộ Thanh Hóa 0-2 ở vòng 9. Cụ thể, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội gặp vấn đề ở lòng trong chân phải sau pha va chạm với một cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa. Tuy chỉ bị tổn thương phần mềm, nhưng chấn thương này ảnh hưởng khá nhiều đến việc di chuyển của Hùng Dũng. Vết thương của cầu thủ này khá sâu, khiến ở thời điểm đầu anh gặp khó khăn ngay cả việc đi lại bình thường. Đó cũng là lý do khiến cho huấn luyện viên Daiki không điền tên anh vào danh sách đăng ký thi đấu ở 3 vòng vừa qua. Hiện tại thể trạng của Hùng Dũng về cơ bản đã ổn định trở lại. Điều này cũng giúp huấn luyện viên Chuze có thể thở phào khi đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại từ ngày 13 tháng 3, chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Bản thân Hùng Dũng cũng rất quyết tâm đòi lại món nợ để thua đội tuyển Indo tại Asian Cup 2023, anh từng nói tại giải đấu khi đó.
Giờ là lúc chúng ta hướng về tháng 3, không có gì tuyệt vời hơn nếu Việt Nam trả lại món nợ trước Indonesia. Tôi mong là vậy. Thất bại vừa rồi là điều không ai mong muốn. Chúng ta hãy cùng ghim lại và nhớ vì sao chúng ta thua, để tháng 3 này chúng ta sẵn sàng đối đầu với họ trước sự cổ vũ của 80-90.000 khán giả của đội bạn. Hãy chiến đấu vì những gì đã làm với tinh thần mãnh liệt. Có một điều quan trọng, Hùng Dũng rất có duyên trong các cuộc đọ sức với bóng đá Indonesia. Anh từng ghi bàn ở hai kỳ SEA Games 30 và 31 khi đối đầu với U22 Indonesia. Tại AFF Cup 2022, anh tiếp tục có hai kiến tạo giúp tuyển Việt Nam thắng Indonesia 2-0 ở bán kết. Vì vậy, huấn luyện viên Chu Dê cùng các cổ động viên bóng đá Việt Nam đều mong Hùng Dũng có thể bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại phong độ cao nhất trước thềm tái đấu Indonesia. Trên hàng công, quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 là Nguyễn Văn Quyết cũng không duy trì được hiệu suất săn bàn hay kiến tạo ổn định. Nếu chỉ nhìn trên phương diện thống kê, Văn Quyết in dấu dày trong 5 bàn thắng của Hà Nội FC sau 12 vòng, trong đó có 2 bàn thắng và 3 kiến tạo. Tuy nhiên, mật độ mà lão tướng sinh năm 1991 tạo ra trong số lần đóng góp trên không liên tục. Văn Quyết ra sân cả 12 trận cho đội bóng thủ đô, nhưng anh chỉ tỏa sáng trong 3 trên 12 lần góp mặt, đó là các trận đấu với Hải Phòng, Thể Công Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh. 9 trận còn lại, Văn Quyết đều im tiếng. Phong độ không cao của cầu thủ này là một phần dẫn đến việc Hà Nội FC chỉ đứng lưng chừng bảng xếp hạng. May mắn trong Chu Dê, một quả bóng vàng Việt Nam khác là Nguyễn Quang Hải đang dần tìm được phong độ của mình. Tiền vệ sinh năm 1997 vừa ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng đấu vừa qua, giúp đội nhà giữ lại một điểm quý giá trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở V-League hiện tại, không tuyển thủ Việt Nam nào ghi bàn nhiều như Quang Hải. Hiện anh đã có cho mình 5 pha lập công. Nếu tính cả thời gian đá Asian Cup 2023, Quang Hải ghi bàn đều đặn trong 4 tháng liên tiếp, trải dài từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Từ mốc giành quả bóng Việt Nam cho tới nay, Quang Hải đã trải qua 5 năm trắng tay danh hiệu này, nhưng so với những đồng đội giành quả bóng vàng Việt Nam thời gian qua như Văn Quyết, Hoàng Đức, Hùng Dũng, chính Hải Con mới là người đang có phong độ đáng tin cậy ở mặt trận quốc nội trước khi ông Chu Dê công bố danh sách đội tuyển Việt Nam. Tựu chung lại, sông có khúc, người có lúc, một cầu thủ đẳng cấp không chỉ được chứng minh bằng sự tỏa sáng trên sân cỏ, mà còn là cách anh ta vượt qua chính những khó khăn của bản thân. Đây là lúc mà các ngôi sao, những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất Việt Nam trong những năm trở lại đây, chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Với cá nhân Hoàng Đức, sự nghiệp thi đấu của anh từng trải qua quãng thời gian còn khó khăn hơn như thế này. Từ việc bị cho là không đủ khả năng ở đội trẻ, cho đến pha bỏ lỡ khó nuốt trôi ở U20 World Cup, Hoàng Đức vẫn biết cách vượt qua để đạt đến trình độ như hiện tại. Do đó, hơn lúc nào hết, đây chính là lúc mà những quả bóng vàng của chúng ta cần vực dậy lại động lực đã giúp họ vươn đến ngày hôm nay, trở lại với hình ảnh vốn có. Từ đó mới có thể xóa đi nỗi lo cho huấn luyện viên Chu Dê, cho đội tuyển Việt Nam và cả người hâm mộ.